Trong hàng loạt cuộc tấn công không ngừng làm dấy lên làn sóng căng thẳng ở điểm nóng Kursk. Không quân Ukraine đã dồi bom Pháp sang phẳng hàng ổ quân đội Nga tại làng Kursk Oblast. Tình báo NATO, Ukraine tiến sâu ở vùng Kursk, Điện Kremlin đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng năng. Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga Thủ lĩnh lính đánh thuê Paladin quay lưng lại với Điện Kremlin kêu gọi người Nga loại bỏ Putin vĩ đại. Cháy mất kiểm soát tại kho dầu ở Proletak, vùng Rostov, Nga đối diện tình huống tồi tệ nhất. Mỹ cử máy bay do thám tới châu Âu theo dõi Nga. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Không quân Ukraine đã dồi bom Pháp sang phẳng hàng ổ quân đội Nga tại làng Kursk Oblast. Quý vị thân mến, không quân Ukraine tấn công vào vị trí của quân đội Nga tại làng krasnoyarsk Tia Boroski ở tỉnh Kurs. Video về cuộc không kích được đăng trên kênh Sonia Snik Telegram, kênh trực thuộc không quân Ukraine. Nhóm này cho biết, không quân của chúng tôi đã tấn công vào nơi tập trung nhân lực và đạn dược của Nga, có thông tin cho rằng không quân Ukraine đã tấn công vào vị trí của Nga bằng bom AASM Hammer của Pháp. Những vũ khí thông minh không đối đất này được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất, công sự, các vật thể khác và đoàn xe của đối phương. Ở Ukraine, những quả bom này được cải tiến để sử dụng cho máy bay chiến đấu đa năng MiG-29 của Liên Xô trong vòng 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy ba cây cầu cố định bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk của Nga. Thông qua những cây cầu này, lực lượng Nga ở quận Kluskovsky của Liên bang Nga, nơi giáp với con sông phía bắc và biên giới Ukraine Nga ở phía nam, đã được tiếp tế. Sau đó, quân đội Nga bắt đầu thiết lập các cầu phao vượt sông Seim, nơi quân đội Ukraine bắt đầu tấn công Đến những cơ sở này bị phá hủy, một phần quân Kloskovsky sẽ bị cắt đứt khỏi tuyến đường chính của quân đội Nga ở phía Bắc. Đồng thời, biên giới Ukraine-Nga nằm ở phía Tây và lực lượng Ukraine đang tiến quân ở phía Đông. Tình báo NATO, Ukraine tiến sâu ở vùng Kursk, Điện Kremlin đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng năng. Thưa quý vị, tình báo Estonia cho biết, Liên bang Nga đã không có phản ứng thỏa đáng trước các hành động của Ukraine ở khu vực Kursk. Rõ ràng chính quyền Nga đã quyết định bỏ qua quy mô của vấn đề mà các lực lượng vũ trang Ukraine đang tạo ra cho họ khi xâm chiếm khu vực Kursk. Ý kiến này được bày tỏ bởi Phó Chỉ huy Trung tâm Tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, Trung tá Janek Kelseman. Ông lưu ý rằng, theo thông tin của ông, khoảng 900 đến 1.300 km vuông lãnh thổ của vùng Kurs nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine và sau khi các cây cầu bắc qua sông Seim bị phá hủy, lực lượng vũ trang Liên bang Nga phải đối mặt với một tình thế khó xử. Tướng tình báo Estonia cho hay, các đơn vị rút lui của Nga có khả năng bị cô lập và do đó lãnh thổ sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine hoặc sử dụng các nguồn lực để khôi phục con đường kết nối, cả hai tình thế khó xử đều khó giải quyết và không có giải pháp nào có thể dễ dàng khả thi đối với Liên bang Nga. Đồng thời theo ông các đơn vị của Liên bang Nga hiện đang lập tuyến phòng thủ trên tuyến. Rinsky, Lohop, Kosky rõ ràng việc Nga lập tuyến phòng thủ theo hướng này là vô nghĩa vì tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược mà Nga hiện đang phải đối mặt đã được tạo ra. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như sau, hoặc là dừng cuộc tấn công theo hướng khu vực Donetsk, hoặc là công nhận sự hiện diện của Ukraine trên lãnh thổ khu vực Kutsk. Kesselman nói, theo tình báo quốc gia nato ukraine đang buộc nga phải sử dụng đặc biệt là lính nghĩa vụ trong cuộc chiến ông nói mặc dù liên bang nga đã tuyên bố ngay từ đầu cuộc chiến rằng sẽ không xảy ra tướng kasselman kết luận tóm lại chúng ta có thể nói rằng liên bang nga không thể đáp trả thỏa đáng trước các hành động của ukraine ở khu vực đó. Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, Dialogue.ua đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ đưa ra bình luận mới về triển vọng tăng cường độ sâu các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Tòa Bạch Ốc, ông John Kirby cho biết trong cuộc họp tại Washington rằng Chính quyền Mỹ tiếp tục đối thoại với Kiev về chủ đề này. Ông nhắc lại việc Washington đã bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí do phía Mỹ chuyển giao để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở khu vực biên giới Liên bang Nga nhằm đáp trả các mối đe dọa từ nước xâm lược, chiến vọng mở rộng khu vực và sử dụng vũ khí của Mỹ đang được thảo luận. Chúng tôi vẫn đang đàm phán Ông Kirby nói thêm, theo ấn phẩm của Washington Post, chính quyền của Tổng thống Mỹ đã đưa ra bình luận mới về triển vọng tăng cường độ sâu các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Hoa Kỳ đã giới hạn phạm vi tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine bằng vũ khí được cung cấp cho họ ở khoảng cách sâu 100 km vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó về phía Nga Moscow tin rằng đến một lúc nào đó Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine, kể cả tiêm kích F16 mà Ukraine vừa nhận được. Về cơ bản, họ là Mỹ đang đặt nền tảng cho một quyết định để đơn giản loại bỏ tất cả các hạn chế có tại một thời điểm nhất định mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 23 tháng 8 bình luận về khả năng Washington dỡ bỏ mọi hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga phát động xâm lược. Tuy nhiên, Washington vẫn chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trên lãnh thổ của mình hoặc cho các hoạt động xuyên biên giới vì mục đích phòng vệ. Thủ lĩnh lính đánh thuê Paladin quay lưng lại với Điện Kremlin, kêu gọi người Nga loại bỏ Putin vĩ đại. Thưa quý vị, hơn một năm trước, Yevgeny Prykoshin, cựu đầu bếp của Putin và cũng chính là người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng, đã phát động một cuộc đảo chính nhưng nhanh chóng thất bại. Nhưng điều đáng nói là quân đội và các cơ quan an ninh Nga không làm gì để ngăn chặn. Họ chỉ đứng nhìn, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ trung thành với ông Putin. Vài ngày trước, Giori Zagrebsky, một giám đốc khác của một công ty quân sự tư nhân, đã kêu gọi người Nga loại bỏ Putin vĩ đại. Khi những gã có súng bắt đầu chế giễu sự vĩ đại của mạng, có lẽ Putin đang đối mặt với một cuộc nổi dậy khác. Giorgi Zakrevsky không phải là người theo chủ nghĩa tự do và không phải là người tốt. Ông đã phục vụ trong KGB và quân đội Liên Xô, lấy bằng luật và tham gia vào hoạt động bí mật. Thông tin về hoạt động này bị cấm. Sau đó, ông chuyển sang tư vấn quân sự độc lập và thành lập tổ chức lính đánh huê Paladin trong một thông điệp được phát đi, thủ lĩnh công ty lính đánh thuê Paladin tuyên bố, đất nước chúng ta không chỉ đang trên bờ vực thẳm, hay đã ở ngay bên cạnh nó, đất nước chúng ta đã gặp rắc rối rồi, rắc rối lớn. Máy bay không người lái đang bay khắp miền Trung nước Nga, ngay tận Moscow và Saint Petersburg. Chúng thậm chí còn tấn công cả Điện Kremlin, hàm đội biển đen của chúng ta đang bị đẩy ra ngoài nó đang bị đẩy ra ngoài như thể chúng ta không phải là một cường quốc với một hàm đội hùng mạnh mà là một quốc gia hạng ba không quân của chúng ta thực tế không hoạt động vì nó cũng đang bị đẩy ra ngoài chúng ta đang đứng ở cùng một vị trí mà chúng ta đã chiếm giữ hơn hai năm trước và một phần ở những vị trí mà chúng ta đã rút lui dân số đang chết dần trở nên nghèo đói uống rượu đến chết không ai quan tâm Tất cả những gì họ có thời gian để làm là đưa người di cư vào. Sau khi các cáo buộc các sĩ quan quân đội về sự vô năng và tệ hơn, Jakrebski kết thúc bài diễn văn dài dòng của mình bằng lời kêu gọi gửi đến những người đang ở trong chiến hào các bạn biết rất rõ loài hành vi khiếm nhã nào đang diễn ra ở đó ngay lúc này. Các bạn biết rất rõ những khuôn mặt đang chế giễu các bạn và người thân của các bạn. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tham gia vào liên minh của chúng tôi để cứu đất nước. Điểm không thể quay lại đã qua rồi. Lưu ý rằng Zagrebsky không nói tôi kêu gọi các bạn, mà là chúng tôi kêu gọi các bạn. Số nhiều có lẽ ám chỉ đến liên minh của chúng ta, Paladin nhưng cũng có thể ám chỉ đến những người lính khác dù là trong công ty lính đánh thuê tư nhân hay lực lượng vũ trang chính quy lời kêu gọi của zakrevsky được cho là đã được truyền tải rộng rãi trong giới tinh hoa quân sự và dân sự của nga lời kêu gọi này không thể bị bác bỏ như là lời phàn nàn của một lính đánh thuê không tên tuổi bất mãn zakrevsky giống như prekochin ông đại diện cho tầng lớp quân sự của nga nếu ông ta không vui và sẵn sàng mạo hiểm sự nghiệp của mình và có thể là cả mạng sống của mình bằng cách công khai kêu gọi loại bỏ Putin thì hẳn phải có nhiều người khác cũng chia sẻ sự bất mãn của ông ta. Đó có thể là lý do tại sao ông ta vẫn chưa bị bắt hoặc bị tiêu diệt zakrevsky quan trọng không phải vì ông báo trước một nước nga tốt đẹp hơn mềm mỏng hơn mà vì ông báo trước sự hỗn loạn trong giới tinh hoa cầm quyền của nga và sự hỗn loạn có nghĩa là moscow ít quan tâm hơn đến ukraine và các quốc gia láng giềng khác bất ổn gia tăng trong nước và khả năng dù nhỏ quay lưng lại với chủ nghĩa phát xít Cháy mất kiểm soát tại kho dầu ở Proletak, vùng Rostov, Nga, đối diện tình huống tồi tệ nhất. Thưa quý vị, ở Proletak của Nga, một kho dầu đã cháy suốt 6 ngày. Các tòa nhà đô thị cũng đang bốc cháy. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại kho chứa dầu ở Proletak, vùng Rostov của Liên bang Nga, nơi bị máy bay không người lái tấn công cách đây 6 ngày. Ngọn lửa lan xa ngoài căn cứ, Đoạn phim có sẵn trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Ngọn lửa bắt đầu từ một chùm tia rồi lan sang các ngôi nhà ở Proletak. Một số lính cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn đám cháy ở kho dầu đã được chuyển về thành phố. Ngọn lửa lan rất nhanh, Trước đó vào đêm 18 tháng 8, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một kho dầu lớn ở Proletak của Nga, nơi có liên quan đến việc cung cấp cho quân đội chiếm đóng của Liên bang Nga. Một đám cháy rất lớn bùng lên, vẫn chưa thể dập tắt được, lan sang các thùng chứa nhiên liệu mới. Ban đầu có khoảng 40 lính cứu hỏa bị thương, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trên lãnh thổ Proletak. Trước đó, Dialog.ua đưa tin về các linh mục của nhà thờ Chính thống Nga đã được tổ chức một nghi lễ gần Rostov để ngăn chặn một vụ cháy kho dầu thì nó không giúp ích được gì. Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một kho dầu đã cháy trong 6 ngày tại khu vực Rostov của Nga và người Nga lo ngại ngọn lửa có thể lan đến các bể dầu chứa dầu hỏa gần đó gây ra một vụ nổ lớn hơn nhiều người dân địa phương đã bị đánh thức bởi tiếng nổ mạnh tại kho dầu vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Vào ngày thứ Sáu, hãng tin 161.ru của vùng Rostov đưa tin một người dân cho biết tiếng nổ rất lớn, tôi tỉnh dậy vì tiếng nổ, trời bừng sáng tại thị trấn Proletak. Mỹ cử máy bay do thám tới châu Âu, theo dõi Nga thưa quý vị newsweek đưa tin mỹ đã cử một máy bay trinh sát tới châu âu để theo dõi hành động của nga theo Flight radar 24, máy bay RC-135U của Không quân Hoa Kỳ được coi là Combatant đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Mirador của Anh ở miền đông nước Anh vào chủ nhật và đã bay được vài giờ ở khu vực Baltic giáp biên giới với Nga và Belarus. Máy bay này được cho là được thiết kế để trinh sát và có thể phát hiện, xác định tín hiệu từ các radar quân sự trên mặt đất, trên biển và trên không của nước ngoài. Bài báo viết. Thông tin tình báo do Combat Sen thu thập giúp xác định hiệu suất và khả năng chi tiết của SADA quân sự nước ngoài, cho phép phát triển các phương pháp lẫn tránh và thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo hoặc đánh bại các hệ thống của kẻ thù máy bay đã bay qua không phận của Litva, Latvia và Estonia và đến bờ vịnh Phần Lan. Sau đó, anh ta đi qua phía tây bắc Belarus và phía bắc Kaliningrad trước khi quay trở lại Middle Hall. Đồng thời, mục đích của chuyến bay cũng như liệu thông tin nhận được có truyền sang các nước khác hay không vẫn chưa được xác định. Mới đây có thông tin cho rằng NATO có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp gồm khoảng 4.000 đến 5.000 binh sĩ ở Phần Lan để bảo vệ đất nước. Ngoài ra, Lithuania đã bắt đầu xây dựng căn cứ cho quân đội Đức cách biên giới Belarus 20 km, như một phần trong các biện pháp tăng cường biên giới của NATO có tới 4.000 lính Đức sẵn sàng chiến đấu sẽ đóng quân tại căn cứ. Và vâng thưa quý vị, tin tức hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chiều nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin được mến chào tạm biệt và gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.